Thưa quý vị, cùng với cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Hơn nửa tháng qua, nhiều hoạt động thiện nguyện trao quà Tết đến những người nghèo diễn ra liên tục trên địa bàn thành phố. Trong đó tuy còn gặp rất nhiều khó khăn, song cộng đồng doanh nghiệp Đà Nẵng vẫn tích cực tham gia công tác thiện nguyện đầy ý nghĩa này. Đây là chương trình Vui Tết cùng chúng tôi do Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng vừa tổ chức. Hơn 1.000 xuất quà, tổng giá trị hơn 500 triệu đồng được trao tặng trực tiếp đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Nguồn kinh phí này do gần 40 doanh nghiệp hội viên đóng góp. Chương trình này đã được hội duy trì 16 năm nay, nhận được sự hưởng ứng tích cực từ cộng đồng doanh nhân trẻ. Điều đáng nói là năm nay, tuy doanh nghiệp đang gặp rất nhiều khó khăn, nhưng số tiền đóng góp trao quà Tết cho người nghèo gần gấp đôi năm ngoái. Thì với doanh nhân trẻ Đà Nẵng thì là cái chương trình mà Vui Tết cùng chúng tôi thì được diễn ra trong vòng 16 năm. Và đặc biệt là năm này là năm rất là khó khăn đối với doanh nghiệp, nhưng mà hiện tại so với các năm thì có 500 xuất quà, nhưng mà năm nay thì lại các doanh nghiệp hưởng ứng rất là tích cực, đó là bây giờ tăng được số lượng gấp đôi là 1.000 xuất quà cho bà con. Ngoài cái xuất quà mà ban tổ chức chuẩn bị thì còn có một số áo ấm rồi từ các cái doanh nghiệp mà họ sản xuất trong hội á, thì họ cũng mang đến gửi tặng cho bà con trong ngoài những cái xuất quà đó nữa, cho nên cái sự hưởng ứng là rất là bất ngờ đối với lãnh đạo Hội Doanh nhân trẻ. Không thể thống kê hết số tiền mà cộng đồng doanh nghiệp trao tặng bà con nghèo dịp Tết. Có đơn vị thông qua các hội doanh nhân, doanh nghiệp, hay thông qua Ủy ban Mặt trận, các hội từ thiện, hoặc chính quyền địa phương các cấp để trao trực tiếp. Rồi những phiên chợ Tết không đồng. Chỉ tính riêng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng, tại chương trình Xuân Yêu Thương Giáp Thìn 2024 đã trao hơn 18.000 xuất quà Tết cho hộ nghèo khó khăn với tổng kinh phí hơn 9,72 tỷ đồng. Trong đó, Quỹ vì người nghèo Đà Nẵng hỗ trợ gần 9,3 tỷ đồng, còn lại là đóng góp của các tổ chức doanh nghiệp. Hôm nay là tôi được dân nhân trẻ tặng cho một xuất quà, tôi rất là vui. Bởi vì mà tiêu dùng trong mấy ngày Tết với con cháu. Đối với công ty ăn điện, mặc dù có khó khăn nhưng mà hàng năm cứ đến đồ xuân về là cũng mong đem tới một cái mùa xuân ấm áp cho bà con khó khăn. Cho nên công ty ăn điện cũng đồng hành rất là nhiều hội, là hội doanh nhân trẻ, hội nhỏ và vừa, hội doanh nghiệp Thanh Khê, hoặc là công ty cũng có làm riêng những cái chương trình dành cho phụ nữ khuyết tật đơn thân, hoặc là những cái hộ nghèo trong quận là 300 xuất quà, một xuất quà 500 ngàn là chúng tôi đã làm được mấy đợt rồi. Trong bối cảnh kinh tế và cộng đồng doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, mỗi doanh nhân phải nỗ lực rất nhiều để vượt khó, nhưng vẫn không quên hướng về cộng đồng dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn. Món quà nhỏ nhưng đông đầy tình cảm, sự sẻ chia của cộng đồng doanh nhân thành phố với bà con có hoàn cảnh khó khăn, góp phần giúp bà con có một cái Tết cổ truyền ấm áp hơn.